Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Nga đúng là thật sự là sau cái ngày mà mình nghỉ Tết và ăn Tết thì vui vẻ, mọi việc cũng tạm tương đối là ổn. Vì trong khoảng thời gian nghỉ Tết thì Nga có cơ hội dịp tiện để mà Nga đi tìm hiểu và biết được nhiều nơi ở trong Sài Gòn, và nhiều nơi mà mình có thể mình đi du lịch được, mình có thể khám phá được, mình có thể ghi lại những bức hình đẹp, hoặc là mình sẽ có thể giống như là biết được những cái giống như bảo tàng của Việt Nam mình có những dạng khác nhau, rất nhiều loại khác nhau. Và bên cạnh cái không khí mà náo nhiệt ở ngoài đường, ở đường Hoa Nguyễn Huệ và những cái khu hội hoa xuân, hoặc là ở khu chợ hoa xuân, các anh chị cũng thấy là cái nhịp độ tấp nập cũng có. Nhưng sau Tết thì ở Sài Gòn hầu như là năm nào cũng có những cái tình trạng giống như là tỷ lệ bắt đầu là người ta thất nghiệp sẽ diễn ra cao. Tại vì sao? Tại vì khi mà kết thúc một năm cũ á, có nhiều nguyên nhân lắm. Kết thúc năm cũ thì những người mà người ta làm lâu năm cho một cái công việc nào đó, người ta muốn thay đổi cái công việc đó để mà cho một cái công việc tốt hơn, mọi việc suôn sẻ hơn, và người ta muốn làm cho một môi trường mới để mọi cái như mình mong muốn. Nhưng một số người á, thì người ta cứ nghĩ à, xong cái năm cũ đó có thể là mình sẽ nghỉ việc và đổi việc là điều thứ nhất. Việc thứ hai là có thể là một số công ty người ta sẽ sa thải công nhân. Do đó là tỷ lệ thất nghiệp hiện giờ ở tại Việt Nam á, sau Tết thì Nga tìm hiểu và Nga thấy rõ ở trên mạng cái tỷ lệ mà người ta tìm kiếm những cái về thất nghiệp cũng rất là cao và tăng đáng kể. Và hôm qua đây tình cờ, đáng lẽ Nga cũng không làm cái việc mà làm cái clip này để mà nói về cái việc thất nghiệp của Sài Gòn mình tại thời điểm này, nhưng mà có một cô em mà tình cờ Nga quen được và nói chuyện với em, và em cho biết là chỉ mới ngày hôm qua là ngày đầu tiên của năm mới thôi mà ở khu mà cái chỗ mà làm về mà giải quyết mà nhận bảo hiểm thất nghiệp á, người ta nhận đến 1.110 cái lá đơn để mà đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp. Thì Nga chỉ muốn giống như là không phải hướng dẫn, mà Nga chỉ chia sẻ một cái số kinh nghiệm, một số cách thức mà Nga biết được khi mà mình có bảo hiểm thất nghiệp thì mình sẽ làm như thế nào. Các anh chị cũng, đó là tùy ở các anh chị thôi, tại vì mỗi người có một cái quan điểm khác nhau. Khi thất nghiệp, tất cả các anh chị là Nga biết là mọi người đều đã có làm đơn xin nghỉ sau Tết hoặc là trước Tết. Tất nhiên là mình phải có làm đơn và mình phải nghỉ đàng hoàng, thì sau đó công ty sẽ cấp cho mình một cái đơn giống như họ xác nhận là đồng ý cho mình nghỉ việc, và mình sẽ cầm cái đơn đó khi mà mình có cái quyết định đó. Xong các anh chị nhớ là phải photo giấy chứng minh nhân dân, photo hộ khẩu, photo sổ bảo hiểm xã hội, mà các anh chị cứ việc là photo 222 hết cho Nga đi. Rồi sau đó các anh chị nhớ là phải photo hết và các anh chị đi công chứng. Và đặc biệt là cái bản mà thất nghiệp, bản mà giống như đơn xin nghỉ việc thôi việc á, thì mình sự đồng ý của cơ quan á, thì mình nhớ công chứng thành hai bản đi. Mỗi cái mấy anh chị cứ công chứng hai. Rồi sau đó các anh chị sẽ đi lên cái chỗ mà giải quyết bảo hiểm thôi việc để mà nhận trợ cấp thất nghiệp của mình á, bảo hiểm thất nghiệp á. Thì Nga chị biết là ở trong thành phố của mình á, trong Sài Gòn á, thì nếu mà các anh chị muốn nhận cái bảo hiểm đó thì các anh chị phải đến ngay chỗ mà gọi là, người ta dùng một cái từ, chờ nghe một chút, gọi là trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh đó. Các anh chị lên cái chỗ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho trung tâm dịch vụ việc làm á, nó nằm ở trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Có nghĩa là bây giờ các anh chị chạy từ Nguyễn Thị Minh Khai, các anh chị chạy thẳng qua cầu Thị Nghè, xuống cầu Thị Nghè một chút xíu, các anh chị sẽ gặp một cái ngã ba bên tay trái. Đường đó là đường Nguyễn Cửu Vân,
các anh chị quẹo vô đường Nguyễn Thu Vân, các anh chị chạy một đoạn một chút xíu thôi, chạy không nhanh, không có nhanh, chạy chậm chậm khoảng chừng qua ba hai con hẻm, nó nằm phía bên tay phải mình. Trước cái hẻm đó người ta ghi cái chữ là trung tâm về giải quyết bảo hiểm thất nghiệp. Các anh chị quẹo vô cái hẻm đó, các anh chị luồn thẳng, chạy thẳng vào, rồi các anh chị luồn bên tay phải, rồi qua tay trái, rồi cái trung tâm nó nằm ngay cái chỗ, ngay góc hẻm. Tại vì không có, các anh chị đừng theo địa chỉ trên mạng, ok, đến đó người ta cũng sẽ chỉ vô phía trong đó thôi. Các anh chị vô chậm, sau khi vô trong đó xong, các anh chị nhớ là phải lấy số thứ tự và nộp đơn, rồi những thông tin đơn từ này kia các anh chị ghi đầy đủ. Khi các anh chị ghi đầy đủ xong, các anh chị lấy số thứ tự, nhưng mà nhớ giùm nha là phải công chứng những giấy tờ nha, tại vì không có công chứng, nếu mà các anh chị nếu mà đến nơi các anh chị lấy số xong, cái điền đơn xong chưa công chứng, thế là các anh chị phải trở lại về buổi chiều. Nhưng không sao, mình không cần phải trở lại buổi chiều, phải đi về địa phương mình công chứng thì chấm công nghe chị các anh chị một chỗ công chứng rất là nhanh gọn lẹ, cũng gần đó luôn. Khi đấy nếu mà chị mình lỡ mình quên công chứng á, các anh chị lấy xe ra chạy ngược ra trở lại đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường số huyết Nghệ Tĩnh, có nghĩa ngoài Nguyễn Cửu Vân đụng số huyết Nghệ Tĩnh, thì các anh chị quẹo bên tay phải và về hướng cầu Thị Nghè, chạy lại khoảng chừng một chút xíu à, khoảng chừng hai ba căn bốn căn nhà gì á, các anh chị về phía bên tay phải của mình có cái quỹ ban nhân dân thì hoặc là quỹ ban phường, các anh chị có việc để xe vô đó và cầm cái bảng của mình lại nộp vô, họ chứng từ cho mình, họ sẽ chứng xác nhận cho mình cái bảng sao đó, tại vì phải xác nhận. Và khi đó thì mình chỉ đóng tiền lệ phí hôm đó, thì tiền lệ phí thì thông thường ở hiện giờ ở phường thì họ lấy tầm khoảng 4.000 đồng một cái tờ công chứng, tùy có cái 4.000 có cái 2.000 nha, cũng không rõ, tùy theo loại. Sau đó vậy lấy xong rồi cái chị đi ngược trở lại thì vô phía trong đó và mình nộp lại một lần nữa, và cái em đó sẽ kiểm tra hồ sơ của các anh chị ok hay không, ok thì sẽ cho em, cho anh chị một cái số thứ tự. Rồi sau khi các anh chị nhận số thứ tự xong, các anh chị sẽ đi ngược trở ra, ngược trở ra sau đó các anh chị mới đi lại cái phòng kế bên, em đó sẽ hướng dẫn là qua phòng đó ngồi chờ. Khi các anh chị đến đó ngồi chờ xong thì đến số của mình vô, vô thì cái mấy anh chị ở ngay chỗ phòng mà giải quyết giấy tờ đó, thì người ta sẽ kiểm tra giấy tờ rất là kỹ, người ta sẽ đếm từng tờ cái sổ bảo hiểm xã hội của mình để mà người ta sẽ giữ cái sổ bảo hiểm của mình, và người ta sẽ cho mình lại một cái đơn xác nhận là họ đã giữ hồ sơ của mình và hẹn đến ngày giờ nào, ngày giờ nào, ngày giờ nào, thứ mấy, mấy giờ gì á, các anh chị sẽ đến đó và các anh chị sẽ nhận cái đơn. Và khi đấy thì nếu mà các anh chị muốn hiểu biết thêm về à mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền trợ cấp thất nghiệp của mình trong cái bảo hiểm thất nghiệp, thật sự đây không nói là cái này là mình ấy gì, tại cái tiền bảo hiểm thất nghiệp hầu như là mình là người lao động thì khi mình đi làm mình có đóng, thì mình nghĩ thì mình có quyền mình nhận cái bảo hiểm của mình thôi. Và các anh chị sẽ muốn biết rõ là mình sẽ nhận được bao nhiêu phần trăm trên cái tổng số lương, thì các anh chị cứ việc lên mạng search và đánh chữ bảo hiểm thất nghiệp, người ta sẽ chỉ rõ là cách tính như thế nào, ra làm sao, bao nhiêu. Đó là tùy theo là cái lương căn bản mà công ty của các anh chị, đơn vị của anh chị đóng cho anh chị bao nhiêu thì mình sẽ được nhận. Ví dụ như lương mình thiệt là cao nhưng họ chỉ khai thấp và họ chỉ đóng thấp, thì khi đó mình bật đến hồi thất nghiệp mình sẽ bắt buộc nhận thấp thôi. Cái đó đều đương nhiên. Nếu như công ty trả lương mình cao và đóng cao hết tất cả mọi thứ và mình ngay cả lúc đó mình đóng bảo hiểm xã hội cao, thì khi lúc này mình bảo hiểm thất nghiệp của mình sẽ nhận cao. Nhưng mà thông thường thì Ngân nghĩ là chắc công ty không bao giờ người ta đóng cao đâu, tại vì đóng cao họ sẽ lỗ rất nhiều ở giai đoạn đó, và họ đóng thấp còn phần sau kệ mình, cái đó tùy. Do đó thì Ngân thấy thì đa số như thế. Nếu các anh chị thử bản thân của mình kiểm tra lại cái lương cơ bản mình, lại mình hỏi kế toán mà khi khâu việc đó mình hỏi lương cơ bản của mình nhiều, đóng bao nhiêu, thì từ các anh chị khi mà đọc bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp của mình á, thì các anh chị sẽ đoán ra chừng là mình được ở mức bao nhiêu. Và cái thời gian mà mình nhận được số tháng bảo hiểm
thất nghiệp tùy thuộc vào số năm và số tháng mình làm việc. Nếu như maximum của mình, ví dụ người ta cho maximum là chỉ nhận maximum trong vòng 9 tháng còn lại thì sẽ được bảo lưu chứ không được nhận hơn nha. Ví dụ vậy thì các anh chị được nhận đến một hơi 9 tháng rồi sau đó các anh chị sẽ bảo lưu lại. Và Nga chỉ nói một số cái về cái bảo hiểm thất nghiệp và Nga sẽ nói với các anh chị tiếp ở đoạn kế tiếp. Nga sẽ nói rõ hơn một chút về cái việc bảo hiểm thất nghiệp của mình sẽ nhận như thế nào và hình thức trả ra làm sao. Xin mời các anh chị sẽ xem đoạn kế tiếp, Nga sẽ chia sẻ và Nga sẽ nói rõ cho các anh chị. Các anh chị có thể đăng ký và có những cái gì mà thắc mắc đó, thì cái việc nhắn cho Nga, Nga sẽ trả lời. Và cái gì mà các anh chị khi muốn hiểu rõ hơn thì có thể lên website hỏi, hoặc là mình sẽ ra Ủy ban Nhân dân phường mình hỏi, họ sẽ giải thích cho mình. Xin chào tất cả các anh chị.